Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Huế TV. Bản tin về dịch COVID-19 tại Việt Nam và Thừa Thiên Huế. Chúng tôi cập nhật từ trang thông tin bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của Bộ Y tế và báo điện tử Thừa Thiên Huế. Để phòng chống dịch COVID-19, mỗi người hãy thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế: Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế. 5 giờ 35 ngày 16 tháng 5 năm 2021, Bộ Y tế thông báo về 127 ca mắc mới ghi nhận trong nước tại Bắc Giang. 98, Bắc Ninh, 23, Điện Biên, 5, Hòa Bình, 1. 11 giờ 57 ngày 16 tháng 5 năm 2021, Bộ Y tế thông báo về 6 ca mắc mới ghi nhận trong nước tại bệnh viện Ca cơ sở Tân Triều, 5, Hưng Yên, 1, trong đó: số ca mới trong khu cách ly, 1 ca, số ca mới trong khu vực được phong tỏa, 5 ca. Không phát hiện các ổ dịch mới. 19 giờ ngày 16 tháng 5 năm 2021, Bộ Y tế thông báo về 57 ca mắc mới trong đó gồm 3 ca nhập cảnh, 54 ca mắc ghi nhận trong nước tại Đà Nẵng, 12, Điện Biên 7, Hà Nam 6, Hải Dương 2, Bắc Ninh 24, Hà Nội 3, số ca mới trong khu cách ly, 54 ca, số ca mới trong khu vực được phong tỏa, 0 ca, không phát hiện các ổ dịch mới. 6 giờ ngày 17 tháng 5 năm 2021, Bộ Y tế thông báo về 37 ca mắc mới, ghi nhận trong nước tại Bắc Giang, 22, Bắc Ninh, 11, Vĩnh Phúc, 3, Tuyên Quang, một trong đó số ca mới trong khu cách ly 15 ca số ca mới trong khu vực được phong tỏa 22 ca không phát hiện các ổ dịch mới ngày 16 và sáng ngày 17 tháng 5 năm 2021 Thừa Thiên Huế không có ca mắc mới COVID-19. Thực hiện 5 ca, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế để giữ an toàn cho bạn và chúng ta trước đại dịch COVID-19. Chúc quý vị, các bạn luôn mạnh khỏe và trung sức, đồng lòng chống dịch COVID-19.